Chuông vàng vọng cổ 2024, nơi truyền lửa đam mê. Ca chan hòa yêu thương, ai sống tha phương, lùi bước phong sương, về nghe tiếng ngát canh trường. Đồng ta xanh xanh nhờ công anh, đồng ta thơm thơm nhờ tay em. Mưa nắng say quên, trai gái đua chen, vui rơi chờ được mùa chiều. Tròn mối duyên đời. Kìa mây trôi trăng đẹp lên khơi, từ ven sông qua đồng trắng soi. Trong lúa thêm tươi, hương ngát nơi nơi, hồn quê càng thắm môi cười. Gặt máu lên ta, gặt máu lên, đầy tay anh qua tràn vai em, công khó vui quên, câu hát thâu đêm chẳng chứng cho cuộc tình duyên. Áo anh sức chỉ đã lâu, mai mượn cô ấy về khâu cho cùng. Khâu rồi anh sẽ trả công, đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho. Giúp em một thúng soi vò, một con lợn béo, một vò rượu tăm. Giúp em đôi chiếu em nằm, đôi chăn em đắp, đôi chầm em đeo, là chầm em đeo. Trai gái đua chen, vun rơi chờ được mùa chín. Tròn mối duyên đời. Kìa mây trôi trăng đẹp lên khơi, từ ven sông qua đồng trắng soi. Trong lúa thêm tươi, hương ngát nơi nơi, hồn quê càng thắm môi cười. Gặt máu lên ta, gặt máu lên, đầy tay anh tràn vai em, công khó vui quên, câu hát thâu đêm chẳng chứng cho cuộc tình duyên, công khó vui quên, câu
hát thu đêm, trang trứng cho cuộc tình duyên. Chào mừng quý vị khán giả đã cùng đến với cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 19 năm 2024. Cuộc thi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn Bank. Quý vị khán giả thân mến, Chuông Vàng Vọng Cổ là một thương hiệu uy tín của HTV trong suốt nhiều năm vừa qua, và Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 19 năm 2024 đã được khởi động từ tháng 5. Qua 2 tháng tranh tài với 2 vòng thi, đó chính là vòng thử giọng và vòng sơ tuyển, thì ban giám khảo đã lựa chọn được 28 thí sinh xuất sắc bước vào vòng tuyển chọn. Và đêm nay sẽ là đêm thi đầu tiên của vòng tuyển chọn với 7 thí sinh. Và quý vị thân mến, với 18 lần tuyển chọn của chúng tôi với Chuông Vàng Vọng Cổ, thì Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 19 năm 2024 tự tin và nhiệt huyết bước vào tuổi thứ 19. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành với tất cả các thí sinh để chúng ta có thể khám phá và tìm ra gương mặt chuông vàng lần thứ 19. Và thưa quý vị khán giả, ngay bây giờ xin hãy cùng chào đón ban giám khảo vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 19 năm 2024. Xin được giới thiệu và chào đón giám khảo nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan. Xin được giới thiệu giám khảo nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Xin được giới thiệu giám khảo nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin giới thiệu quý vị giám khảo khách mời nghệ sĩ Chí Tâm. Xin được cảm ơn ban giám khảo, và ngay bây giờ xin kính mời ban giám khảo sẽ trở về vị trí làm việc của mình. Và thưa quý vị, thành phần rất quan trọng đối với đêm thi ngày hôm nay, xin được giới thiệu ban nhạc nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm, nghệ nhân ưu tú Trường Giang. Thể lệ vòng tuyển chọn. Vòng tuyển chọn bao gồm 4 đêm thi, 7 thí sinh dự thi mỗi đêm, 4 giám khảo, ban giám khảo chuyên môn 3 người và 1 giám khảo khách mời. Trong mỗi đêm thi, mỗi thí sinh có 6 phút để trình bày tiết mục dự thi tự chọn. Thí sinh nhận được ít nhất 2 chọn từ ban giám khảo chuyên môn sẽ được vào danh sách tạm chọn. Cuối đêm thi, từ danh sách tạm chọn, ban giám khảo chuyên môn sẽ chọn ra 2 thí sinh được đánh giá cao nhất để vào vòng chung kết. Danh sách 7 thí sinh đồng thời sẽ được đăng tải trên fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ trong lúc đêm thi diễn ra để khán giả bình chọn. Thí sinh có lượt bình chọn cao nhất sẽ trở thành thí sinh được yêu thích nhất. Sau 4 đêm thi, có tổng cộng 9 thí sinh bước vào vòng chung kết, bao gồm 8 thí sinh do ban giám khảo chuyên môn chọn và 1 thí sinh do giám khảo khách mời chọn từ 4 thí sinh được yêu thích nhất mà khán giả bình chọn mỗi đêm. Quý khán giả thân mến, thông qua thể lệ của chương trình thì việc bình chọn của quý vị khán giả sẽ đóng vai trò rất quan trọng để góp phần giúp cho ban giám khảo của chúng tôi tìm ra gương mặt thí sinh thứ 9 để có thể góp mặt vào vòng chung kết của Chuông Vàng Vọng Cổ. Vậy thì cách thức bình chọn sẽ như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi qua đoạn clip sau đây. Thể lệ bình chọn thí sinh được yêu thích nhất vòng tuyển chọn. Bình chọn cho thí sinh được yêu thích nhất mỗi đêm thi vòng tuyển chọn Chuông Vàng Vọng Cổ 2024 bằng cách: 1. Truy cập vào fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ, mục album tuyển chọn 1. 2. Thả tim vào hình ảnh thí sinh mà bạn yêu thích nhất. Thời gian bình chọn từ lúc chương trình lên sóng đến khi chương trình kết thúc. Thí sinh có lượt thả tim nhiều nhất trong khung giờ bình chọn sẽ trở thành thí sinh được yêu thích nhất đêm thi. Trong 4 thí sinh được yêu thích nhất sau mỗi đêm thi, giám khảo khách mời sẽ chọn ra 1 thí sinh bước vào vòng chung kết, tranh tài cùng 8 thí sinh được ban giám khảo chuyên môn lựa chọn. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ, ban giám khảo đã sẵn sàng. Ban nhạc đã sẵn sàng. Và các thí sinh cũng đã sẵn sàng. Hãy cùng đến với vòng tuyển chọn cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 19 năm 2024. Đầu tiên xin được mời quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh đến từ Cần Thơ. Đó chính là thí sinh Trần Kim Soan.
Đến với cuộc thi Chuông Vàng Giọng Cổ năm 2024 được vào vòng tuyển chọn là niềm vinh hạnh lớn đối với em. Và em rất mong nhận được đánh giá từ quý ban giám khảo là những nghệ sĩ thần tượng của em, để em lấy đó làm động lực và rút kinh nghiệm cho bản thân mình, và sẽ làm hành trang để em phát triển trên con đường ca hát của mình, viết tiếp đam mê của em. Và mã số bình chọn của em là 01. Quý khán giả hãy ủng hộ cho Trần Kim Son nhé. Xuôi dòng cô gái quê đang mơ
ơn thí sinh Trần Kim Soan đã hoàn thành bài dự thi của mình với ba câu vọng cổ trích trong bài ca Xuân Sang Cho Má Em Hồng của tác giả nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Thi xong rồi, ngay lúc này cảm giác của mình thế nào? Dạ, em rung hấn lúc em okay chưa thi. Ủa, sao vậy? Đáng lý thi xong là nó nhẹ nhõm chứ. Mình phải chờ nghe nhận xét của ban giám khảo nữa, chỗ này cũng hơi rung nè. Xin được mời nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan sẽ có những nhận xét đầu tiên dành cho thí sinh của chúng ta ạ. Chất giọng của Soan á, thì khỏe, nhưng có cái như thế này, cầm micro á, hát mà cứ để trên cái lỗ mũi này không à, nghe hơi mũi không, không có nghe được cái hơi giọng. Cho nên là thành ra là chú ý cầm cái micro để xích xuống ngay cái miệng mình, chứ đừng để tới cái lỗ mũi, đây là nghe cái giọng mũi. Mà từ cái chất giọng mũi đó cho nên là bạn, cái âm, cái cảm âm của mình nó sẽ bị lệch lạc đi một chút, cho nên cẩn thận cái đó là những cái kinh nghiệm. Thêm cái nữa là cái cách ca của Soan á, Soan ma âm hưởng ca nhạc nhiều quá. Tức là mình nhả giọng nó nhẹ quá, nhưng mà khi mình hát cải lương phải nhấn đại từ, dấu sắc nó phải lên tới dấu sắc, mà dấu nặng nó phải xuống dấu nặng. Ca hay là ở những cái dấu đó đó, dấu sắc, dấu nặng, dấu quyền, dấu ngõ, dấu hả. Những cái dấu đó mình phải đi tới, nhấn được cái chữ như vậy thì mình mới là hát hay. Chứ còn em ca vừa vừa rồi thì là Soan hát chỉ là hát cái kiểu âm hưởng của tân nhạc. Mình cứ cà lướt nhẹ thế này thì nó thiếu cái độ mùi đó. Mình phải nhấn chữ như vậy đó, cải lương phải nhấn như vậy thì nó mới có được rung, rung cái đó nó mới mùi được. Đó, đây nhìn những cái ý kiến là cô giúp cho Soan mình rút kinh nghiệm nhiều hơn một chút nữa. Rồi cái chót nữa, cái khi mà dứt câu không nhất thiết là cái nào mình cũng phải bắn lên như vậy đâu. Có đôi lúc những cái bài hát mình dứt ngang cũng được, đúng theo dây, không cần phải mình phải cấn lên như vậy, nghe nó vẫn có mùi hơn. Cũng thông cảm là em là thí sinh thi đầu tiên, nhưng mà anh lại thấy em có một cái sự tự tin. Chắc có lẽ là em cũng đã từng đi hát rồi đúng không? Đấy, cho nên là khi em bước ra, em là thí sinh đầu tiên, nhưng mà em ca cái bài ca em rất là tự tin. Tuy nhiên trong bài ca của em có những đoạn nó không nghe lời, không nghe cái lời ca của em. Có những cái đoạn em ca cái chữ nó rất là dày, cái câu lòng câu của em á, ca chữ dày, nhưng mà có những cái đoạn em ca nó lại mất đi những cái chữ ca, nó tiếc cái chỗ đó. Nhưng mà nhìn chung thì cái bài thi của em hôm nay, anh cho em điểm cộng là em có một cái sự thoải mái, cái sự tự tin, bởi vì mình là thí sinh đầu. Đấy, cho nên là nếu vào vòng trong thì em nên rèn luyện cái cách ca của mình, làm sao cho cái chữ ca của mình nó phải đều, và dấu sắc, dấu hỏi, dấu nặng nó phải ghé đúng chỗ của nó, đúng khung của nó, và nhấn nhá cái đài từ của mình để cho cái người nghe người ta cảm. Em có giọng sáng, nhịp em phân đều tốt. Tuy rằng là một thí sinh đầu tiên hết, nhưng mà em có một cái tinh thần, em vững chắc, em giữ được bài ca của mình, nhớ lời văn, nhớ từng cái nhịp để mình phân ra. Điều đó là cũng chúc mừng em đã hoàn thành xong. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Hằng ạ. Bây giờ sẽ là thêm một nhận xét nữa đến từ nghệ sĩ Chí Tâm dành cho Kim Soan ạ. Ngày hôm nay thì Chí Tâm cũng vô cùng hồi hộp, là tại vì lần đầu tiên Chí Tâm tham gia vào giám khảo khách mời của Chuông Vàng Vọng Cổ năm nay. Vì thế cho nên ba vị giám khảo đã có những ý kiến đóng góp rất là tốt cho em rồi. Phần thi của em thì đánh giá là tốt rồi, nhưng mà tuy nhiên phần ca nhạc nó hơi có chênh chong chút xíu về cái nốt, nó chưa có chuẩn. Nhưng mà khi tới Vô Vọng Cổ thì em lấy tự tin hơn, tại vì cái phần vọng cổ là sở trường của mình, cho nên cái vọng cổ em phần đó rất là tốt. Em lên chồng cột hơi, lên cung liếu rất là tốt. Có những cái cung trầm thì nó hơi thất thế chút. Và nhịp nhàng thì dĩ nhiên cũng khen em là em sắp nhịp rất khá an toàn. Tuy nhiên là trong tương lai, nếu mà em điêu luyện hơn thì có sắp xếp nhịp nhàng làm sao cho nó có quăng bắt, hoặc là có những cái dấu phết, dấu chấm như thế nào để cho nó mạo hiểm hơn chút, để cái nhịp nó hay. Giọng cổ không phải là ca tầm bo mà nó hay, mà phải có những cái nhịp ngoại, nhịp nội. Còn cái phần chót á, thì khi mình dứt câu thì về cái cung liêu mà mình lên chồng hơi thì nó gọi là cung liếu. Mà cung liếu này á, những người mà khỏe hơi thì mình ca thì thấy khỏe đó, nhưng mà có nhiều rủi ro.
nhiều mạo hiểm trong cái cung liếu khi lên cao. Em lưu ý khi mà ca 6 câu thì chắc chắn là cái cung liếu của em sẽ bị đuối nha. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Chí Tâm đã có những nhận xét dành cho Kim Xoay. Ngày hôm nay các vị giám khảo sau khi xem phần dự thi của các thí sinh sẽ đưa ra sự bình chọn của mình là chọn hay không chọn cho thí sinh. Nếu như bạn thí sinh của chúng tôi được 2 chọn thì sẽ bước vào vòng tạm chọn. Và mỗi đêm như vậy thì trong số danh sách những bạn thí sinh ở vòng tạm chọn này, các vị giám khảo sẽ lựa chọn ra 2 bạn thí sinh chính thức góp mặt ở vòng thi chung kết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả bình chọn từ ban giám khảo dành cho thí sinh Trần Kim Xoan. Sẽ có 2 sự lựa chọn là chọn hay không chọn. Đầu tiên cho Nhật Trường xin phép được mời quyết định đến từ nghệ sĩ Thanh Hằng. Thưa chị, với phần dự thi của thí sinh Trần Kim Xoan, quyết định của chị sẽ là chọn hay không chọn ạ? Chị chọn em. Wow, một chọn đầu tiên. Bà đã có một chọn đến từ nghệ sĩ Thanh Hằng. Bây giờ mình sẽ cần thêm một chọn nữa. Nhưng không biết kết quả quyết định từ nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân sẽ là như thế nào. Thưa anh, chọn hay không chọn ạ? Rất hồi hộp. Anh chọn em. Wow. Vậy là Trần Kim Xoan đã có 2 chọn đến từ ban giám khảo. Bạn sẽ chính thức bước vào vòng tạm chọn. Và kết quả cuối cùng, 2 thí sinh nào trong danh sách này sẽ đi tiếp vào đêm chung kết sẽ được công bố ở phần cuối của chương trình. Một lần nữa chúc mừng Kim Xoan và hẹn gặp lại bạn ở phần công bố kết quả nha. Chúc mừng bạn. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Một thí sinh đến từ An Giang. Hãy cùng chào đón thí sinh Nguyễn Văn Đức. Ai đến An Giang, ai sang Châu Đốc, ai vào Ba Chúc, ai ghé Tri Tôn. Núi sông chỉ một linh hồn, ngàn năm sông mãi. Ngàn năm sông mãi vẹn tròn thủy chung. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả của chương trình Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2024. Mình là Nguyễn Văn Đức. Và nghề nghiệp chính hiện tại của mình là một kỹ sư nông nghiệp, hàng ngày gắn bó với đồng ruộng, với bà con nông dân. Niềm đam mê của mình là được đứng trên sân khấu rất là lớn và chuyên nghiệp như Chuông Vàng Vọng Cổ. Và chính từ niềm đam mê đó đã giúp cho mình càng ngày càng học hỏi, rút ra nhiều kinh nghiệm để mình năm nay và mình quyết định mình đăng ký tham gia chương trình Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2024. Và hiện tại mình đang rất là tự tin khi mà mình bước vào trong đêm tuyển chọn ngày hôm nay. Và sự tự tin của mình sẽ được nhân lên gấp đôi khi quý vị khán giả bình chọn cho mình qua mã số bình chọn là 15. Ngồi trầm ngắm cho dịu dàng hiền về, tôi nhớ mày những quãng đường lưu duyên. Sao mấy chuyến diễn vô tôi cảm thấy tình quê đậm đà thâm thiết, từ Hậu Giang cây lành trái ngọt cho đến miền Trung dịu dời núi mây ngàn. Đèn sân khấu đêm đêm buông tỏa nhận ân
tình của kẻ lạ người quen. Một giấc mơ từ buổi thiếu niên, khi mới tập tành học đàn ca, và khi còn đang cấp sách đến trường, tôi đã cảm thấy say mê dưới ánh đèn sân khấu. Rộng để tiếp nhận những cảm tình của tri kỷ gần xa. Tôi đâu dám khinh thường nghệ thuật cầm cá, và luôn luôn học hỏi những điều chưa biết. Vì dù sao tôi cũng là một bóng lá ca hiền lành yêu ớt, đang dung rồi trên quãng đường. Sóng gần nước xanh trong Tây An từ núi sang cây chân chờ, khi sách hành lý qua đò Mỹ Thuận, lúc qua đò đến Bắc Tân Châu, vừa bến tre nước ngọt làm sao cô gái xứ Mỹ đưa đò. Tôi còn nhớ rằng khi lao của biển Hội An uống mình cướp gió, và những lượng sóng rạt rào nơi bãi Nha Trang, bao nhiêu cảnh sắc thiên nhiên và bao nhiêu ơn quê trên bước đường lưu diên. Tôi phải làm gì trong đời nghệ sĩ để cùng ai đáp ta tâm chân tình. Xin được chúc mừng cho thí sinh Nguyễn Văn Đức đã hoàn thành bài dự thi của mình. Ngay bây giờ đây cũng rất là mong chờ sẽ đón nhận được những góp ý đến từ quý ban giám khảo, và cho phép Nhật Trường được mời nghệ sĩ Chí Thâm sẽ có những nhận xét đầu tiên dành cho Nguyễn Văn Đức ạ. Chào bạn Nguyễn Văn Đức. Dạ. Chất giọng của em tốt. Tuy nhiên thì cái phần mà đầu tiên đó, không biết ban nhạc có đồng ý với Chí Tâm hay không, thì giữa cái nói lối và nói thơ đó, nó hai cái cách nó hơi khác nhau. Thì em còn đang bị lẫn lộn ở trong cái phần nói lối và nói thơ. Có đúng không ạ? Khi nói thơ thì họ đưa về cung sang, cung xê nhiều. Mà nói lối thì đưa cung cống với cung sự nhiều. Thì em đang kết hợp bởi hai cái, cho nên nó cũng chưa có thực sự đạt đến cái cách mà bác Viễn Châu đã viết là nói lối. Cho nên em phải nghiên cứu cái vấn đề này, để mai sau mà gặp cái phần nào nói lối thì em nói lối, còn phần nào mà để nói thơ thì em hãy nói thơ nha. Tránh cái phần đó mà thôi. Còn em bắt đầu vào câu thì em phải đi từ em trước, rồi em hãy cấn lên sau. Chứ mới vô đầu là em cấn lên cung cống rồi em lên liếu liền á, thì nó cao trào nhanh quá. Phần dàn bài của em phải êm dịu, xong giữa bài thân bài em bốc lên cao,
thì nó sẽ nổi bật cái phần nổi lối của em, phần nổi thơ của em. Cái cột hơi của em không biết bữa nay em có hồi hộp hay là em cái sức khỏe không cho phép, thì cái khi xuống hò thì hơi lệch giọng xíu nha. Ráng cố gắng giữ phần cột hơi của mình. Dạ, xin được cảm ơn nghệ sĩ Chí Tâm ạ. Trước giờ anh Đức Bình đã có đi biểu diễn ở đâu chưa? Hay là chỉ ở cơ quan thôi? Hầu như mình hát thì chỉ cơ quan rồi bà con nông dân nghe thôi. À, nếu vậy thì mình gắn bó với công việc là đồng ruộng. Còn về đứng sân khấu biểu diễn một sân chơi chuyên nghiệp như thế này thì đây là lần đầu tiên. Vậy nên là rất quý nếu như nhận được những góp ý đến từ ban giám khảo để anh có thể phát triển nhiều hơn nữa. Xin được mời nghệ sĩ Thanh Hằng sẽ có những nhận xét dành cho thí sinh Nguyễn Văn Đức. Em có học thầy đàn hay không? Có đi học nhịp nhàng gì không? Em đàn được, tại vì ở trong gia đình thì có người anh thứ ba là cũng là cái người đàn guitar phím lõm. Cũng đang công tác ở một số câu lạc bộ ở Bình Dương. Thì đó, lý do đó mà chị mới hỏi em là tại vì em sắp nhịp rất tốt. Từ khuôn này em qua bay bổng qua khuôn khác rất là tốt. Từ chữ vào trong cái nhịp của cái đàn rất là tốt luôn. Chị muốn nhắc nhở cho em chút xíu thôi. Giọng em rất tốt, sáng, khỏe, ấm, có độ ấm trong đó. Quãng trầm cũng tốt. Mà quãng cao thì phải chú ý chút xíu nha. Quãng cao khi em vô câu giọng cổ em phải chú ý chút xíu để mình chỉnh sửa lại cho nó ngọt, nó mùi mẫn hơn. Rồi, thứ hai nữa là em phải để ý về chánh tả. Ví dụ như có những đêm về giá buốt, R-I chứ không phải lập giá. Em chị nghe hồi nãy thì hôm nay là có những đêm về giá buốt của em bị cái đó. Và hai chữ dĩ vãng chứ không phải là dĩ vãng. Cái đó nó cũng làm cho mình ảnh hưởng trong cái lời văn của một người tác giả. Khi mà bác đã viết ra rồi nó có cái ý nghĩa của câu văn đó. Cái chất giọng của em nó còn mang máng ở địa phương nhiều quá. Có nghĩa là em ca những cái câu âm vực của địa phương nhiều mà em quên đi những cái lỗi chính tả. Nó có cái đó, cái điểm đó. Và cái điểm nữa là cái làn hơi của em chắc có lẽ là em không biết là em có ca thường hay không. Và cái hơi của em hai ba chữ cái nó bị rè. Thí dụ như bị bệnh thì nó khác. Còn cái cột hơi từ đầu cho tới đuôi em ca hai ba chữ nó bị rè, hai ba chữ cái nó bị tè, cái kiểu vậy. Cho nên là nếu như em được vào vòng trong thì anh nghĩ là em nên luyện thanh và luyện cái đại từ của mình cho nó chính để mình bước vào cuộc thi nó sẽ tốt đẹp hơn. Khi lấy hơi á, hơi của em rất là dày, nhưng mà em lại không chú ý đến cái vấn đề giữ cột hơi của mình, rồi lại phí nữa. Thí dụ như vô câu 2 đi, có thể chia ra làm hai hơi, lại không. Hút một hơi, một lướt qua luôn đến chừng xuống cái hò đuối. Uổng không? Đâu có cần thiết, tại đó nó có cái này, nó có cái chấm đây mà. Chấm phẩy ở đây nè, thì mình ngưng ra đó, rồi mình lấy hơi mình ca tiếp cho nó tròn đầy xuống cái hò. Cái hò nhì hoặc là hò nhất của câu 2 nó vẫn hay giống như là mình xuống giọng cổ vậy đó. Em sắp nhịp thì chị phải nói là em bị gì, gia đình có người đàn, cho nên là chắc chắn cái chuyện là em chắc nhiệt rồi. Nhưng mà cái cách sắp nhịp này vừa rồi em ca là chị nghĩ em trả bài hơn là các em đang thể hiện cái bài hát. Em hiểu không? Nó thiếu cái hồn ở trong đó. Vì cái bài này thật ra nó là cái bài tự sự đó. Thành ra nó mới có cái đầu tiên, nó là nói lối. Nói lối và tiếp theo đó là ba câu giọng cổ này toàn là tự sự. Thì em khi em ca nè, có đôi lúc thì em phải nói. Rồi nói giống như em kể chuyện, em đang kể chuyện cho mọi người biết trăng trên bước đường lưu diễn của mình nè. Thì phải nói. Nói rồi bắt đầu mình ca, rồi mình nói, chứ không có thể nào mà ca suông giống như kiểu như vậy thì nó thiếu cái tình cảm ở trong đó. Và cái đó gọi là gì? Truyền cảm. Và em đang truyền cái cảm cho chị mà chị không cảm được thì làm sao? Chú ý cái đó. Hy vọng là với những nhận xét vừa rồi đến từ quý ban giám khảo thì sẽ có những bình chọn có lợi dành cho Nguyễn Văn Đức. Ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với quyết định từ ban giám khảo, chọn hay không chọn. Quyết định đầu tiên cho Nhật Trường xin phép được lắng nghe đến từ nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan. Thưa chị, chọn hay không chọn ạ? Chị nghĩ với Đức á, em sẽ còn nhiều cái đợt để mà cọ sát hơn, để mà tốt hơn với cái giọng ca của mình. Cho nên là chị xin lỗi, chị không chọn em. Dạ, chưa chọn đến từ nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan. Mình vẫn còn hai cơ hội nữa, bình tĩnh, không có gì phải run hết. Dạ, thưa nghệ sĩ Thanh Hằng, mời quyết định đến từ chị. Chọn hay không chọn ạ?
Thật sự thì thí sinh đó là cái kinh nghiệm giảng dạy thì em chưa có, nhưng mà nó có một cái âm ở trong đó để mình thở trở thành là một người nghệ sĩ, thì em vẫn còn bị địa phương quá, cho nên chị xin lỗi không chọn em. Ồ dạ. Vậy là có hai quyết định không chọn đến từ quý ban giám khảo. Nhưng mà mình vẫn còn một cơ hội nữa nha, nên đừng có lo, đó chính là việc bầu chọn của khán giả. Vậy thì bây giờ đây, với bầu chọn của khán giả, bạn hãy cùng một lần nữa nhắc lại mã số bình chọn của mình xem, để mọi người cùng ghi nhớ, và nhất là mấy anh em ở đơn vị mình nữa, bầu chọn cho mình. Nào, hãy kêu gọi bình chọn đi. Vâng, quý vị khán giả yêu thích Đức thì hãy bình chọn cho Đức, để có thêm một lượt bình chọn từ ban khán giả và bình chọn từ quý đồng nghiệp đang theo dõi Đức trên cuộc thi Chung Vòng Vòng Cổ. Và mã số bình chọn của em là 15. Quá tuyệt vời. Quý vị hãy cùng bình chọn cho Nguyễn Văn Đức với mã số là 15 quý vị nha. Còn một lần nữa thì chúc mừng bạn, hẹn gặp lại bạn ở một cơ hội tiếp theo nữa. Hy vọng là sẽ là thí sinh được yêu thích nhất ở vòng này nha. Chúc mừng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có hai thí sinh ở đêm thi hôm nay cùng tranh tài trên sân khấu của Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2024. Quý vị đừng quên là hãy bình chọn cho các thí sinh của chúng tôi, bởi vì ngoài những lá phiếu bình chọn của quý ban giám khảo ra, thì quyết định đến từ quý vị khán giả đóng vai trò cũng rất là quan trọng để giúp chúng tôi có thể tìm ra được thí sinh thứ 9 góp mặt ở vòng chung kết của cuộc thi. Còn ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Một thí sinh đến từ Bạc Liêu, thí sinh Lâm Thúy Đăng, xin mời. Mẹ đang đâu vậy? Mẹ đang nhà nè. Thôi, ăn cơm chưa? Mẹ ăn cơm rồi à, con ăn chưa? Ăn rồi à. Rồi, khi nào mới thi? Ngày mai, chưa ngày mai thi á. Mấy giờ? Ờ, 1 giờ, 1 giờ chưa ngày mai thi. Ờ, vậy tối mẹ lên. Dạ. Rồi đang đâu vậy? Đang ở trong đài nè. Ngày mai thi, mẹ chúc con thi thiệt là tốt nha. Dạ. À, rồi. Tự tin lên nha. Kính chào quý vị khán giả, em tên là Lâm Thúy Đăng, em đến từ Bạc Liêu. Hiện tại thì em đang công tác tại Ngân hàng Nam Á. Đây là lần đầu tiên mà em tham gia chương trình Chuông Vàng Vọng Cổ. Thì cái nguồn động lực cũng như là cảm hứng và tiếp lửa cho em đó chính là mẹ của em. Thì mẹ của em rất là đam mê cải lương, rất là thích hát, cũng có tham gia nhiều chương trình văn nghệ ở địa phương và đạt rất là nhiều giải thưởng. Đối với em là mẹ là một nghệ sĩ ở trong lòng của em. Em mong đây sẽ là món quà của em dành cho mẹ khi mà mẹ được nhìn thấy em đứng ở trên một cái sân khấu lớn và chuyên nghiệp như là sân khấu của Chuông Vàng Vọng Cổ. Em rất là mong quý vị khán giả sẽ yêu thương và ủng hộ cho em. Mã số bình chọn của em là 09 ạ. Đêm từng đêm qua rụng trắng hiên nhà.
cảnh đẹp như tranh. Ai đến một lần xa rồi mãi nhớ. Là bài ca dự thi Hương sắc miền Nam, nhạc Tiến Luân, vọng cổ An Trần qua phần dự thi của thí sinh Lâm Thúy Đăng với mã số bình chọn của bạn là 09 ạ. Đó, với số bình chọn này thì quý vị khán giả có thể bình chọn ngay bây giờ dành cho thí sinh Lâm Thúy Đăng. Còn bây giờ thì mời Thúy Đăng sẽ cùng lắng nghe những nhận xét đến từ quý ban giám khảo. Dạ, cho Nhật Trường xin phép được mời nhận xét từ nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân dành cho thí sinh Lâm Thúy Đăng ạ. Giọng ca của em á là cột hơi khỏe nè. Nhịp cũng chắc. Nhưng mà cái câu vô giọng cổ của em á, mỗi lần em bắn cái hơi cao lên á thì nó lại chao, nó lại non. Về chủ âm thì đúng giọng, nhưng mà mỗi lần cất cái giọng cao lên là nó lại đi, nó kiểu như nó đi chơi. Kiểu vậy đó. Cho nên là nếu như mà em thể hiện vào vòng trong mà em thể hiện bài ca cổ thì em lưu ý cái cột hơi của mình. Yeah. Nha. Thật sự mà nói á, chất giọng của em quãng cao có. Yeah. Âm trầm cũng không bị tiệt. Yeah. Rất là tốt, cái phần đó là cái ưu tiên nhất. Nhưng mà cái chất giọng của em giống như anh Luân nói, thật sự mà nói nó giống như là nó cứ ở giữa này là nó giống như gió nó muốn bay, đằng này bay, nó bay qua đây, nó bay qua đây. Yeah. Nó chẳng có chuẩn. Có nghĩa là sao, cái âm của mình nó còn rất là nhiều cái âm non. Yeah. Mà cái đó cũng là do một cái hạn chế là do sức khỏe.
do sức khỏe của mình đó đó. Cho nên em phải luyện nhiều hơn. Tại vì mình không giữ cái cột hơi chắc nè. Cho nên khi mình ca lên đó, rồi cái hơi của mình nó cứ thoang thoảng, nó đi đâu đi đâu. Cái còi vọng cổ vô là gãy. Thí dụ muốn em ca cấn thì là cấn, chồng là chồng. Chứ còn em đi thấp xuống vậy rồi tự nửa chừng cái em lại cấn lên. Em cấn lên nhưng mà nó lại là không có đẹp. Nó gãy. Câu giọng cổ mình là ăn tiền nhất. Cái câu giọng cổ của mình là câu giọng cổ vua mà. Đúng không? Mà mình vô câu giọng cổ mà nó không ăn tiền đầu tiên hết trơn là mình thất bại. Cho nên là chú ý cái chuyện này. Chị cũng biết là thông cảm là em không phải là chuyên nghiệp. Chị thích bài hát cho nên là học hát thôi. Chứ có nhiều cái trong này là chị cũng có ý kiến. Chẳng hạn như mình ca giống như cái câu sáo rồi chị nói đó. Em được cái này, ví dụ như thương phố ven sông bao tàu ghe chen chúc trên bên dưới thuyền rộn rã tiếng ai sao lộ mới thênh thang. Mình đang diễn tả nè. Miền quê nối thị thành, đêm trăng sáng hòa ánh đèn điện sáng. Cầu mới xây, người xe qua tấp nập. Đó, nó như vậy đó. Chứ không phải cái này. Cầu mới xây, người xe qua tấp nập. Thì nó không phải là cách diễn tả. Cho nên chú ý những cái bài văn này. Trong đó ca có đôi lúc mình cũng phải cần phải nói. Nói rồi trong cái nói đó nó có cái ca. Thì nó mới là biểu cảm được. Nó gọi là cảm xúc đó, em hiểu không? Cho nên là chú ý những cái này. Câu vọng cổ là cái thứ nhất. Đầu tiên khi vô câu vọng cổ là phải hốt hồn người ta. Còn mình ca gãy cái câu vọng cổ coi như là mình bị dở cái phần đó. Thúy Đăng cần phải rèn luyện rất là nhiều, nhiều lắm nữa. Nhiều lắm nữa, từ cột hơi để giữ cột hơi mình sao cho nó có độ mùi, sao cho nó có độ bỏng trầm, cho nó có mượt mà trong đó. Tại vì cái giọng của Thúy Đăng hiện tại đang là bị cứng. Trong cái những cái ngũ âm á, Thúy Đăng chưa có hiểu. Cho nên là khi mà mình muốn lái một cái câu vọng cổ để mình lái á, thì mình cái ngũ âm mình chưa có hiểu, cho nên mình đi nó dễ bị lạc, nó bị lạc âm. Mà trong cái lòng câu cũng vậy, con nước phù sa như dòng máu của con tim vẫn bị lạc âm trong đó, trong lòng câu vẫn bị lạc đó. Cho nên rằng rài phải cần rèn luyện nhiều hơn nữa. Bài hát này thấy nó cũng dễ nhưng mà nó cũng khó. Khó ở cái chỗ là nhịp điệu nhanh, rồi hơi dồn dập, thì tới lúc mà ca giọng cổ thì cái cục hơi mình cũng không có vững lắm. Thì về cột hơi thì em không có vững nè. Rồi cái giọng em bị chao đảo, cho nên cố gắng rèn luyện lại. Rồi giọng ngân cũng hơi yếu nha. Rồi cái chỗ mà sắp cái dứt của câu 1 á, thì nếu mà mình xử lý nốt hò, thí dụ ai đến một lần xa rồi nhớ mãi nhớ, thì hai cái dấu quyền chỗ này á, nếu mà mình xử lý cái chữ một lần xuống về xè, thì ai đến một lần xa rồi, thì nó làm nó cách biệt, nó không có bị monotone, không có bị trùng lắp về cái nốt nhạc. Hoặc là xử lý hò luôn thì nó mùi hơn. Chứ còn đằng này thì em xử lý hơi ngược. Ai đến một lần xa rồi mãi nhớ, nên hơi bị ngược chút xíu nha. Đó là sự góp ý của anh Chí Tâm dành cho em. Cảm ơn em. Dạ, xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Chúng ta sẽ đến với hai phần bình chọn của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và nghệ sĩ Thanh Hằng. Bạn muốn được nghe quyết định từ ai trước? Dạ mời chị Thanh Hằng. Đúng rồi, phải như vậy mới được, phải như vậy mới được. Dạ thưa nghệ sĩ Thanh Hằng, chọn hay không chọn ạ? Chị xin phép không chọn em nha. Dạ. Cảm ơn. Mình còn hai lựa chọn nữa. Cố gắng lên, không sao cả. Thưa nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, chọn hay không chọn thưa anh? Xin lỗi, anh không chọn em. Dạ, không sao. Mình vẫn còn một cái quyết định nữa đến từ quý vị khán giả. Vậy nên bây giờ một lần nữa bạn hãy cùng nhìn về phía ống kính. Hãy cùng chia sẻ vài điều với lại quý vị khán giả. Dạ, mã số bình chọn của em là 09 à. Em rất mong là được mọi người ủng hộ và yêu thương ạ. Đó, như vậy mới được chứ, đúng không nào? Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài dự thi của mình và chúc bạn nhận được thiệt là nhiều những tình cảm đến từ quý vị khán giả nha. Dạ, hẹn gặp lại ở những phần tiếp theo. Cảm ơn bạn. Và ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh thứ tư trong đêm thi hôm nay. Thí sinh Nguyễn Hùng Vương.
Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2024. Mình là Hùng Vương, mình đến từ Bến Tre. Và trước đây thì mình có được học trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành kịch hát dân tộc. Và sau khi tốt nghiệp thì mình có tham gia một số đoàn nghệ thuật, đó là đoàn Cái Lương Hương Tràm được cũng khoảng 7 năm, và đoàn Bến Tre cũng được khoảng gần 1 năm. Và hiện tại mình đang công tác tại nhà hát Cái Lương Trần Hữu Trang. Và trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật thì mình cũng rất là được may mắn được các cô chú các anh chị truyền lửa, truyền nghề cho mình để có thêm những bài học kinh nghiệm về sân khấu. Trong suốt thời gian làm nghề thì mình cũng thường được giao những cái vai như là kép mùi nè, kép lão nè, kép hay cũng có, kép độc cũng có. Nhưng mà bản thân mình được diễn những cái vai kép mùi thì nhiều hơn, nhưng mà mình lại thích những kép lão, nhưng mà ít có cơ hội lắm. Nhưng mà khi mà đi tham gia các cuộc thi bên ngoài thì mình luôn chọn cho mình một cái vai kép lão để mà mình thể hiện một cái sở đoản của mình coi sao. Thì cũng mong là trong thời gian sắp tới mình cũng sẽ có được nhiều cơ hội để mình tham gia nhiều vai diễn hơn nữa. Hùng Vương mong rằng quý vị khán giả sẽ luôn yêu thương và ủng hộ chương trình Chuông Vàng Vọng Cổ, cũng như là yêu thương tất cả các thí sinh của Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2024. Và quý vị khán giả ơi, hãy ưu tiên một chút xíu dành cho Hùng Vương với mã số bầu chọn là 17 trong cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2024 nhé. Việt Nam ơi giống hùng thiên, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ bố lạc lòng quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua tiếng chúng đời ông cha, dừng xây dưới hiền bờ cõi. Để hôm nay con cháu cùng quan ca, đất nước thanh bình rực rỡ ngắm qua. Con cháu rồng dành sao trước cho sông núi ngàn xưa, đến mai ngàn sao nguyên vẹn ca sơn hà. Một cõi trời Nam đất tổ quê nhà, chí anh thư cùng tung hoành trong chiến trần, sanh với anh hùng mấy bận trong xâm lăng. Tạm xa rời thơ nhạc với tơ trăng, vì đâu của riêng ai một cơ đồ gắm dơ, đâu của riêng ai thanh bình hay chinh chiến. Đã là dân Nam phải nêu chí kiên tiền nhân đã phơi xuống đổ máu cho trang sử nhà Nam hào khí rạng ngời. Bằng hùng ca nổi tiếng đã bao đời, đinh lý trần lễ vững vàng bao thế hệ, dịp quân hành gian dối sông trùng điệp núi rừng bát ngát những dòng sông, từng là mộ chôn những mưu đồ thôn tinh. Rồi trăng dần trong, rồi thơ dần đẹp có tình nước non, luôn son sắc vẹn lời thề, lời thề.
là cháu con chùa Hùng, giữ cho an lành vẹn toàn biên nợ non sông đáp ơn tiền nhân, ngồi đứng yên ngang giữa trời cao lòng lòng, nên cành lá xanh tươi ngàn hoa thắm khoe màu. Trời Nam biết mấy thơ cao sàng danh con cháu vua một ngàn năm. Trời Nam sáng đẹp vô ngần, rạng danh con cháu vua Hùng ngàn năm. Một lần nữa xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Hùng Vương với mã số bình chọn 17 đã hoàn thành bài dự thi của mình. Còn ngay bây giờ thì Hùng Vương thân mến, bạn sẽ cùng được lắng nghe những nhận xét đến từ ban giám khảo nhé. Yeah. Thật ra mà nói thì cái chất giọng của Vương cũng không phải là khỏe lắm đâu, nhưng mà em biết tạo cái lợi thế cho mình, tức là biết cách để mà lách những cái điểm yếu của mình, nhưng xém chút xíu cũng chết. Nói chung là vô cười ông cổ, tại sao lại không hít hơi cho thật là sâu, xém chút xíu nữa thấy không, đuổi chết đúng không, đừng có ý y quá. Cho nên là cái gì như vậy, nhất là nhất câu giọng cổ là phải để ý hít hơi cho thật sâu, lấy hơi bằng mũi. Mới nãy chị có thấy em hít bằng mũi đâu. Dạ, tại cái lỗ mũi em nghẹt bít hết trơn, em hít không vô sâu. Ây chà, chết không? Dạ. Má, bởi vậy thành ra là xém một chút đó, nhưng mà làm gì làm thì chất giọng của em thì nó cũng có nội lực. Và hơn cái nữa là em lợi thế là ở chỗ là em ca mà em có diễn trong đó. Cho nên khi chị xem em hát, chị nghe em ca là chị có cảm xúc. Chị hiểu được cái bài ca của em. Vì vậy mà chị nghe, chị thấy rất là hay. Chào Hùng Vương. Dạ. Có chất giọng khỏe nhưng mà trong cái khỏe đó là có khéo xử lý cũng giỏi, khéo xử lý nhịp cũng tốt. Thì nói chung rằng là hơi bị hồi hộp đúng không? Hơi bị hồi hộp nên nó hơi chút xíu vậy thôi, có thể là sẽ khắc phục lại được. Chế giọng tốt, nhịp tốt và có một sự tự tin trong đó. Em rất là nghiêm túc. Anh nói về cái bài thi của em thôi. Em rất là nghiêm túc trong cái bài hát này, không cần em phải mặc trang phục như vậy. Mặc một đồ vest thì mình cũng có thể thi được. Nhưng mà em chăm chút từ trang phục như thế này, anh cho em một cái điểm cộng. Về cái cách ca của em thì khỏi phải nói rồi, tại vì em lăn lộn với nghề cũng ít nhiều thì cũng vài năm đúng không? Ca tốt, cột hơi tốt. Em trong cái ca của em nó có cái diễn mà người nghệ sĩ chuyên nghiệp là phải có cái đó. Em có cái yếu tố đó. Tuy nhiên cái bài thi ngày hôm nay á, em gối đầu cái câu vô giọng cổ bằng một cái bài nhạc. Mà một cái bài nhạc nó không phải là một cái dòng nhạc thường, mà nó là một cái dòng nhạc sôi động, dùng cái lực, cái hơi rất là nhiều. Cho nên là khi vừa dứt cái đoạn nhạc em vào vòng cổ liền, em không kịp lấy hơi cho nên nó tiếc cái chỗ đó thôi. Và anh cũng cảm ơn em, cái bài thi ngày hôm nay em làm rất là đạt. Nhưng nếu vào vòng trong, em lưu ý cái cột hơi của mình. Tại vì đi thi, không có nói tại bị thì là được. Nha. Dạ. Chúc mừng em bài thi này. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân ạ. Dạ, xin được mời nghệ sĩ Chí Tâm ạ. Em là một kép đẹp, sáng sân khấu, cột hơi em tốt. Em xử lý nhiều cái tình huống cũng tốt. Nhưng mà rồi có những cái mạo hiểm như là cái... xử lý về xuống giọng cổ thì hít hơi thật nhiều như là chị Loan đã nói thì đúng như vậy, và cái câu cuối em lên cao tới chừng lên cái cung liếu đó mà em phải giữ hoài, còn nếu không thì em phải bị tuột, cho nên nó cũng rất là mạo hiểm, cho nên một vài vấn đề đó em cần phải khắc phục đi vào trong vòng sâu hơn nữa. Chúc mừng em đã hoàn thành tốt cái phần dự thi của mình hôm nay. Dạ, xin được cảm ơn nghệ sĩ Chí Tâm, cảm ơn bạn giám khảo rất nhiều. Đó là về phải giữ sức khỏe lại. Dạ. Đừng nghĩ là hôm nay nếu như bạn không bị lý do sức khỏe thì bạn còn làm tốt hơn nữa. Dạ. Yên tâm, không sao đâu. Nhưng mà với những nhận xét vừa rồi thì trường đang rất kỳ vọng vào quyết định bình chọn đến từ ban giám khảo dành cho thí sinh Nguyễn Hùng Vương đây. Dạ, xin được mời, dạ thưa nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan.
Em mời chị sẽ có quyết định đầu tiên ạ. Chọn hay không chọn thưa chị? Làm bộ vậy thôi chứ chọn chứ sao không chọn. Chị làm muốn rớt cái tim ra ngoài luôn á chị. Chị thấy chị nhíu mày cái là giật mình luôn. Dạ, nhưng mà chúc mừng bạn, một chọn đến từ nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan. Quyết định thứ hai cho bạn chọn đó. Giờ bạn chọn ai là người đó chọn bạn đó. Dạ, vậy cho phép em xin chọn chị Thanh Hằng ạ. Khó rồi. Chị Thanh Hằng lại cũng tim đập thình thịch rồi. Dạ thưa chị, chọn hay không chọn ạ? Làm bộ vậy thôi chứ chọn á. Xin chúc mừng bạn, hai chọn đến từ ban giám khảo. Vậy là bạn đã lọt vào danh sách tạm chọn rồi. Ở cuối chương trình chúng ta sẽ chính thức công bố về hai thí sinh của đêm nay. Nên là tôi chúc bạn thiệt nhiều may mắn nha. Vắt tay cái nào. Rồi, chúc mừng một lần nữa. Và ngay bây giờ sẽ là thí sinh thứ 5 trong đêm thi hôm nay. Một thí sinh đến từ Long An xin được giới thiệu đến quý vị, thí sinh Huỳnh Thị Lý. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhĩ vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chăng hôi tanh mùi bùng. Kính chào quý vị khán giả, em tên là Huỳnh Thị Lý, em đến từ quê hương Long An. Công việc hiện tại của em là giáo viên tiểu học đang công tác tại xã Thuận Bình, biên giới của huyện Thạnh Hóa. Em có hai niềm vui trong ngày. Thứ nhất là em đến trường để dạy chữ cho các em nhỏ. Niềm vui thứ hai đó là em được cao vọng cổ. Khoảng cách của em đi từ trường về với nhà, đi và về thì khoảng 80 cây số, cho nên để rút ngắn khoảng cách đó thì trên đường về em hay ca những câu vọng cổ. Và đến với cuộc thi lần này, em mong rằng tình yêu với câu ca vọng cổ cải lương sẽ được lan tỏa đến khắp mọi người. Em hy vọng rằng quý vị khán giả hãy yêu thương, bình chọn cho em với mã số là 28. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cùng mắt thank you.
dòng đưa ru giấc ngủ nồng say, sương buông lạnh trên đầu cây ngọn cờ. Gió êm êm hòa theo dòng tác đồ, điệp khúc muôn đời trên mảnh đất thân yêu. Khi mảnh trăng vàng khuất sau dãy trường sân, cỏ cây thức giấc sau một đêm dài say giấc ngủ. Nghe đây đó chim rừng vang tiếng gọi, như dục và anh tiếp bước cuộc hành trình. Làm sao quên những đêm mắt dòng trên bưng, dù hai đứa ở hai đầu xa. Xin được chúc mừng cô giáo Huỳnh Thị Lý, bạn đã hoàn thành bài dự thi của mình rồi. Thì bây giờ đây sẽ là những lời nhận xét, những chỉ dạy đến từ ban giám khảo dành cho cô giáo Huỳnh Thị Lý. Chào cô giáo Lý. Dạ. Tiếc quá, rất tiếc, rất tiếc cho em cái bài thi này. Tại vì em đang sở hữu một cái chất giọng rất đẹp, giọng cao, trầm cũng có, những cái nốt trầm cũng có. Nhưng mà em lại rơi cái hò nhất của cái câu 2 thì nó lại tiếc, rất tiếc luôn, đi thi mà. Người ta nói học cô giáo chắc cũng hiểu cái câu học tài thì phận đúng không? Cho nên là anh rất tiếc cái điều đó thôi. Nhưng mà hôm nay bài thi của em nhìn chung là cũng được đó. Tuy nhiên nếu như mà bước vào vòng trong, khi mà em thể hiện cái bài hát á, bài hát mình đang mặc một cái trang phục rất đẹp, một cái trang phục rất là đẹp, người ta nhìn mình người ta sẽ có thiện cảm liền. Và em ca cái bài hát cũng rất là nổi tiếng, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây. Nhưng mà bắt đầu từ cái câu đầu vào là em không có thấy cái niềm vui gì trong cái bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây. Mặc dù em có cười, nhưng mà cái giọng ca của em á, nó, cái voi của em nó phát ra cái âm thanh nó nghe nó rất là buồn. Cái bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây có nghĩa là em ca nó không có mà cái bài này nếu mà em thể hiện cái tinh thần dân tộc á, thì em ca nó rất là hay và nó rất là tươi. Cho nên là nếu như vào vòng trong mà em thể hiện được những cái bài hát như thế này thì em phải nghiên cứu cái cách ca của mình làm sao cho nó hào khí lên đó. Chỉ có nhiêu đó thôi. Bài thi ngày hôm nay thì tạm được. Trước tiên thì Thanh Hằng cũng xin có mạn phép là xin cảm ơn ban nhạc rất là nhiều, các thầy đàn cho một cái bài nhạc vô đầu tiên Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây rất rất là ngồi mà mình nghe cái âm nhạc intro vô cái tự nhiên mình cảm thấy rằng là mình muốn ca lắm luôn đó. Đó là cái lời thì Thanh Hằng muốn nói tiếp cùng với lại anh Vũ Luân là nhạc hay quá, vào cái bài nó đưa em vào âm nhạc, nhưng chắc có lẽ là vì lo hồi hộp quá em không có sự chú ý vô để mình thể hiện cái lời văn mình ca cho nó ngọt ngào để cùng với lại ban nhạc, nó phải hòa quyện với nhau em à. Đó, cho nên đó là một cái kinh nghiệm cần phải học thêm nữa nha em. Còn cái giọng em thì rất ngọt, có cái hơi gió ngọt lắm, hơi gió lên tất tới đó luôn mà nó rất là ngọt. Nhưng con cái rằng là khi mà em vô câu vọng cổ tới cái vế 2 rồi em bị lạc đi, cho nên là phải chú ý những cái điều đó, cần phải chú ý nhiều hơn nữa. Chứ chất giọng của em thì ngay từ đầu chị cũng đã nói với Vũ Luân rồi là em có chất giọng ca rất là ngọt, do em không biết cách xử lý thôi. Cái gió cũng rất là tốt, nhưng mà lưu ý cái này, cái gió khi nào có hai cái chữ mà nó đều có âm cao hết, chẳng hạn như chữ khẽ, lá, hai cái âm nó như vậy thì em sẽ nhả đi cái chữ lá về sau, nó là gió. Còn cái đầu tiên vô, ví dụ cái chữ em khe khẽ cất lên tiếng hát thì nó là cái âm ngang, thì em phải ca cho nó 9 giây. Dù là mình dựng lên nhưng vẫn phải ca bằng cái hơi thật, chứ không thể sử dụng gió được. Gió là sử dụng với hai cái chữ nó có âm giống nhau, là hai cái dấu sắc hoặc là một cái dấu hỏi, một cái dấu ngã rồi đi một cái dấu sắc thí dụ nữa, thì em thả cái chữ sau nó thành ra gió. Cái chữ đầu tiên là lúc nào mình phải đi cái hơi thật gió, nhưng mà không được lạm dụng. Nó phải hay thì được sử dụng đúng lúc. Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan. Dạ, xin được mời những nhận xét đến từ nghệ sĩ Chí Tâm ạ. Giọng của em thì rất là tốt. Em suốt câu cũng tốt đó chứ. Riêng về cái câu 1 là cái cung cống.
Em ráng lưu ý chút xíu là em đừng có giữ ở cái chữ cống lâu quá. Ví dụ như là một tình thương đất nước, chậm nước. Trong cái bàn tay mình có thể đếm được là 5 ngón thì là nước. Thì nó vừa, tại vì hòa quyện với cái dàn nhạc. Chứ nếu em giữ cung cống hoài, trong khi dàn nhạc đã đổi một cái cung khác rồi, thì nó không còn hòa quyện với nhau nữa. À, và riêng ở câu 2 cũng vậy. Câu 2 của em, cung sang, em giữ cái chữ sang lâu quá, mà em không có luyến lên C, cũng như là trở về sang lại. Cho nên cái đó cũng là rất là quan trọng trong cái cách ca vọng cổ. Đây, câu 2 mà ca mùi hay không là cái chữ sang đó đó. Thì cái lời hát sao không biết, như là nó sang rồi lên C rồi mới trở về sang, thì nó mới đúng cái cách thả mùi của câu 2. Rồi em về cái sự rớt nhịp thì anh có thể tha thứ được, tại vì trong đó có đôi lúc mình lỡ nhịp chút xíu là tại vì mình phân tâm ở cái lỗ tai mình nghe cái đờn á, nó chưa có chính xác về cái nhịp. Cho nên cái điểm đó thì anh Chí Tâm có thể xin ban giám khảo cũng tha thứ một phần đó nào đó để cho em có thể lọt vào vòng trong. Thì nói chung đó là những kinh nghiệm ở trên cái phần dự thi của mình mà thôi. Thì hy vọng nếu mà em được chọn vào người thứ 9 thì em sẽ cố gắng hơn nữa để lọt vào nhận được chu vàng nhé. Cảm ơn em. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Tâm rất nhiều ạ. Vậy thì bây giờ Huỳnh Thị Lý này, mình sẽ cùng nhau đến với quyết định từ ban giám khảo nha. Chọn hay không chọn đối với bài dự thi vừa rồi. Dạ, cho em xin được mời quyết định đến từ nghệ sĩ ưu tú Vũ luôn ạ. Thưa anh, chọn hay không chọn ạ? Thật sự ra đó thì khi mà bước vào vòng này rồi thì tất cả các thí sinh đều có một cái chất giọng đẹp mới vào được cho cái vòng này. Nhưng mà nếu mà mình rơi nhịp mà anh chọn em vào thì lại không công bằng với những các thí sinh khác, buộc lòng anh không chọn em. Dạ, xin được cảm ơn quyết định của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Giờ mình sẽ còn 2 quyết định nữa đến từ 2 vị giám khảo còn lại. Ngay bây giờ xin được mời nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan. Thưa chị, chọn hay không chọn ạ? Anh Lý đi thi lần này thì Lý cũng biết là cái quy định của cuộc thi rồi. Thành ra thì chị cũng biết nói sao như anh Lương vừa nói. Cái đó là nguyên tắc. Cho nên là khi bạn ca rớt nhịp thì chắc chắn có thể không thể chọn bạn được. Cho nên chị Phượng Loan cũng xin lỗi em là chị không chọn em. Dạ, cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Ban giám khảo đã đưa ra quyết định của mình. Hiện giờ thì bạn chưa nhận được bình chọn từ ban giám khảo. Nhưng mà như Nhật Trường vừa nói lúc nãy, bạn vẫn còn cơ hội ở những lượt bình chọn của quý vị khán giả. Nào, hãy cùng gửi một thông điệp đến quý vị khán giả đi. Xin mời bạn, với mã số bình chọn của mình. Dạ, em đến với đây với tình yêu ca cổ, cải lương. Và em hy vọng rằng những lời góp ý của ban giám khảo, em sẽ rút kinh nghiệm và sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn. Nhân đây thì em xin quý vị khán giả, nếu mà có yêu thương thì hãy bình chọn cho em và tất cả các thí sinh khác, để các bạn thí sinh cũng có thể tỏa sáng trên cuộc thi chung vàng vọng cổ. Và quý vị ơi, hãy bình chọn cho em với mã số bình chọn là 28. Em xin cảm ơn ạ. Xin được chúc mừng Huỳnh Thị Lý, một tinh thần rất là dễ thương, rất là tuyệt vời khi đến với chung vàng vọng cổ. Và chúc bạn sẽ nhận được thiệt là nhiều những tình cảm yêu thương đến từ quý khán giả. Một lần nữa chúc mừng bạn đã hoàn thành bài dự thi của mình. Chúng ta hãy cùng nhau đến với thí sinh thứ 6 trong đêm thi hôm nay, thí sinh Võ Trọng Thể. Em xin kính chào quý khán giả của chương trình Chuông Vàng Vọng Cổ 2024. Em tên là Võ Trọng Thể, em đến từ quê hương Kiên Giang. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù bất cứ nơi đâu, khi làm việc hoặc là khi lái xe thì em cũng đều cất lên câu vọng cổ, và coi đó là liều thuốc tinh thần lớn nhất để em xua tan những mệt nhọc trong một ngày làm việc. Đến với chung vàng vọng cổ năm nay, em rất mong sự yêu thương của quý khán giả ủng hộ cho em. Mã số bình chọn của em là 02. Bình minh lên nhuộm hồng con sông nhỏ, rạng rỡ hàng phượng đỏ bóng nghiêng.
nỗi niềm ấp ủ trong ta đậm đà theo năm tháng. Cánh phượng lung linh như tâm tình con thương nhớ vào giấc ngày đêm như con. Hỡi cánh chim bay cho ta gửi lời này, rằng chim có bay về phương Bắc ấy, nhớ ghé lại Ba Đình chim bác kính. Chim hỡi đừng quên hãy hót thật nhiều bài hát thanh bình thống nhất non sông, để bác ta giả vui lòng sai trọn giấc nồng trong bình minh rực rỡ. Cành tết trái vậy gió gọi xuân về cho đẹp những niềm vui, trọn vẹn niềm vui non nước một màu cờ, người thương gặp lại người xưa xa vắng. Ôi phượng đỏ cho hồng thêm sắc nắng, xin gửi tâm tình này trong thầm lặng kính. Ai về thành phố Thành Phong gặp anh chiến sĩ biên phòng nhớ thương, rằng anh vượt biên quê hương tôi đang canh giữ. Tôi đang canh giữ tuyến đường xe qua. Ôi yêu sao mảnh đất gấm qua đồng khơi, bóng giặt sạch rồi đất trôi màu xanh. Dòng trôm Bình Đại Châu Thành, quê hương đâu cùng nặng tình máu xương. Ôi máu xương và lời thân thương của bác, trong mùa qua thành câu hát ân tình. Hôm nay hạnh phúc về mình, chúng con thề quyết giữ gìn ba ơi. Đứng canh cửa biển khung trời đẹp mùa phương đỏ đẹp lời bác. Chúc mừng thí sinh Võ Trọng Thể với mã số bình chọn 02 đã hoàn thành bài dự thi của mình. Với những sự thể hiện của bạn vừa rồi trên sân khấu, xin được mời những nhận xét đến từ ban giám khảo. Chào Thể, ngâm thơ đầu tiên vô thì chị Loan rất là mừng, nhưng mà khi vô giọng cổ thì lại là bị mắc cái lỗi nữa, đưa lên bẻ mà không có cái cầu đi qua, phải có cái cầu đi qua rồi mình luyến nó mới hay được. Đi qua mà mình đi qua thẳng cái câu luyến của em thì làm nên mất cái tình cảm. Cho nên là Thể chú ý những cái đó, chứ chất giọng của Thể thì chị rất là thích. Cầm cái micro mà khi mình dứt cái cống á, thường thường á mình phải gân lên để mình ngưng cho nó dài như vậy, tự nhiên xuống vậy sao xuống
lên giữa cống mà đưa cái micro xuống vậy rồi sao Ngân được. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, câu hai cũng vậy, cái sang cũng vậy. Đã Ngân vừa mới đã cái bỏ cái micro xuống, mất tiêu không nghe gì hết trơn. Đó là những cái kỹ thuật mà mình phải học hỏi. Nói chung là bạn ca rất là ngọt, có chất giọng, nhưng mà thể không có biết sử dụng cái chất giọng của mình á. Tức là mình cứ ca suông 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 mà mình không có nhấn cái đài từ. Phải cố gắng chú ý những cái đó. Mình đến đây để mình thi, để mà có một cái âm thanh, cái giọng của mình tốt. Nhưng trong đó mình cũng phải có một cái sự tự tin trong đó. Ca mà mình giống mình cứ gò ca cho xong tròn bài thôi thì cái điều đó nó hơi là cho như không thoải mái, không tự nhiên. Cho nên là ráng cố gắng khắc phục lại nha. Nhìn chung thì bài hát này, ngày hôm nay bài thi này thì Thể đã thể hiện rất là tốt. Bởi vì tất cả mọi thứ nó dường như lập trình, nó như an toàn vậy đó. Khung nhịp em chia câu, chia từ nó như là lập trình. Nếu như mà cái bài này anh nghĩ nếu như mà em thể hiện một cách khoan thai hơn, chỗ đoạn nào nhớ cha thì đoạn bù nào đó thì mình cũng làm sao cho nó có hồn. Và những cái đoạn bi hùng tráng thì mình phải thể hiện ra, tại vì tác giả viết bài này rất là hay. Mà tuy nhiên em thể hiện cái bài này nó một màu, một từ đầu tới đuôi, ở mức độ an toàn thôi. Cho nên nếu vào vòng trong, nếu được lọt vào tai anh huấn luyện thì anh nghĩ là em sẽ tốt hơn. Chúc mừng em bài thi này. Cảm ơn Thể. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân ạ. Và nhận xét tiếp theo xin được mời nghệ sĩ Chí Tâm ạ. Theo cái kinh nghiệm của mình thì dĩ nhiên đây không phải là một cái khuôn mẫu gì, tại vì cái xuống câu vòng cổ mỗi một người nghệ sĩ tự sáng tạo cho mình một cái cách vô và cái cách xuống vòng cổ. Cái cung C qua cung hò thì cũng gồm trên cái 5 tiếng đếm trên bàn tay của anh Tâm, chẳng hạn như chữ dân đầy của em đó, con nước dân đây, nó rớt về cái cung thứ 6. Thì cái những cái cầu đó nối 2, 3, 4, 5, 6 trở về 6 là vừa đủ để mà cái mùi, cái độ mùi của cái câu xuống vòng cổ rất là an tiền chỗ đó. Thôi cũng chúc mừng em hoàn thành tốt cho cái phần dự thi của mình ngày hôm nay nha. Dạ, xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Rồi bây giờ đây sẽ là quyết định đến từ ban giám khảo, chọn hay không chọn ạ. Em xin được mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân ạ. Em bước vào cái vòng thi lần này đó thì em đã có chuẩn bị cho mình cái vốn luyến chưa? Dạ, em có tham gia lớp học ở ngoài. Tự tin không? Tự tin bước vào trong không? Dạ, tự tin. Nếu tự tin thì anh chọn em. Wow, một chọn. Chúc mừng. Chúc mừng bạn đã có một chọn đến từ nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Bây giờ mình cần thêm một chọn nữa. Nhật Trường thấy là chị Phượng Loan đang nhìn bạn và nở nụ cười rất trìu mến. Chắc là xin mời quyết định từ chị luôn ạ. Dạ thưa chị, chọn hay không chọn ạ? Mặc dù qua mắt kiến thì chị thấy ánh mắt của em rất là tha thiết luôn, đúng không? Em rất là tha thiết nhìn chị luôn. Yeah. Bởi vậy chị chọn em. Yeah. Chúc mừng Võ Trọng Thể. Và bây giờ sẽ là thí sinh cuối cùng trong đêm thi hôm nay, đêm tuyển chọn 1 của Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2024. Và hãy cùng chào đón thí sinh Lê Hoàng Nghi. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả của chương trình Chuông Vàng Vòng Cổ năm 2024. Mình tên là Lê Hoàng Nghi, 21 tuổi, quê quán ở Kiên Giang và hiện tại đang sinh sống tại Cần Thơ. Đến với chương trình thì mình cũng muốn là thể hiện là một người trẻ. Mình luôn yêu thích những giá trị truyền thống, mộc mạc và giản dị của người Nam Bộ. Bộ môn yêu thích của mình là nghệ thuật cải lương và mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình nhiều hơn trong chương trình Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2024 và mã số bình chọn của mình là 25. Đêm trường thành phố đồng bằng lập lờ sóng dần dần soi nguyệt cầm mai trôi lạ lơi thì gian ai hát ngọt lời
nghe có tiếng hồ ai bái giữa nắng chiều thơ mong như thơ cầm thi gian câu thơ tiếng đàn vang vọng cho sông nước dâng dương lòng diễn khách đa tình. Biển thành phố bên sông ôi rực rỡ dáng hình, tôi đã đi qua bao miền thi gì mà chơi linh kiều như tri kỷ từ lâu. Đêm dịu dàng mà quyền diệu lắng sâu, tôi thả dần thơ trôi trên mặt sông hiền trăng rụng giữa dòng trăng ngã trăng nghiêng. Tôi lạc giữa ninh kiều tôi ngơ tôi ngẩn. Sông thơ một giấc yên bình để ngài mở cửa thấy mình thêm thơ. Ngã ba sông nắng hồng lung linh mặt nước, bờ bên sớm mời tấp nập những du thuyền. Ai dù sông xôn xao ngày hôm giờ để nghe dòng sao mời thanh ngọt bùi giao thương, để nhớ phong vị đồng bằng bản sắc quê hương, để giả chân dương những con người đôn hầu. Sông Cần Thơ chợ tình quê phố hiền hòa trong nhịp sống phồn vinh. Con nước trôi bao đời luôn dung kỳ, từ ngàn xưa sông chớ che biết bao phần người dòng sông đưa bồng bềnh chớ nổi. Bao nhiêu đời như tiếng lòng của tôi chờ mong, tôi đứng nhìn ra ngã ba hai dòng sông hợp lại, ba hướng rẽ về những miền thi vị thơ. Từ bến sông chiều có ai đó mộng mơ, từ phía du thuyền ai ngân nga rạng ngời. Thành phố giữa miền Tây đây dòng Cần Thơ chờ tình thơ lai lang. Tôi thả tâm tư với đôi dòng tan màn giữa một ninh kiều hồn hồ bên sông thơ. Xin được chúc mừng thí sinh Lê Hoàng Nghi với mã số bình chọn 25. Rồi bây giờ đây thì xin được mời ban giám khảo sẽ có những nhận xét dành cho thí sinh Lê Hoàng Nghi. Năm nay chắc có lẽ là em là thí sinh nhỏ nhất hả? Dạ nhỏ nhì thôi. Nhỏ nhì dạ. Cũng coi là nhỏ đúng không? Và xin hỏi là cái bài hát vừa rồi em hát được bao nhiêu lần rồi? Dạ bài này thì khi đến với vòng tuyển chọn thì em mới hát lần đầu tiên. Hát một lần đầu tiên. Cái chất giọng của em lợi thế nó có cái độ mùi
nó có cái độ mùi và cái người nghe lại càng muốn nghe, nghe câu 1 lại càng muốn nghe câu 2. Và cái đó không phải ai cũng có. Và khi mà em ngâm thơ thôi là anh đã chọn em rồi. 4 câu thơ đầu em ngâm rất là mượt mà. Và cái tình huống xử lý cái bài ca của em á, cộng với cái làn hơi và cái cách sắp nhịp của em, nó rất là ý tứ. Ở đây anh dùng cái từ ý tứ là có nghĩa là nó không quá lố lăng, nó không quá làm cho người ta khó chịu. Và phải nói giống như là từ câu 2 qua cái Lý Trị An, em vô cái Lý Trị An nó rất là mượt. Nó mượt mà làm cho cái người nghe buộc phải muốn nghe câu 3. Đó, cho nên là anh chúc mừng em cái bài thi này. Hy vọng vào vòng trong em phải giữ cái phong độ này nha. Giọng em rất tốt và ấm. Tuy rằng em không có sáng mà sáng gọi là ròn rã như người ta, nhưng mà em biết cái cách xử lý của cái câu để cho nó ngon cái giọng ngọt mùi ở trong đó. Ca giọng cổ là vậy đó, con đang kể chuyện cho cô nghe và cô cảm nhận được là con đang dẫn cô đi về miền Tây, giới thiệu những cái cảnh sắc đẹp ở dưới miền Tây. Có hồn trong đó, vì vậy và khi mà con truyền thì cô cảm được. Đó là sự truyền cảm. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, xin được mời nghệ sĩ Chí Tâm. Khi mà thấy cái dáng mà gầy còm như vậy thì đáng lý cái giọng phải bén nhọn lắm chứ. Nhưng mà không ngờ là có một cái giọng trầm ấm rất là tốt. Về cái sắc dốc thì dĩ nhiên con phải tẩm bổ thêm chút xíu để cho hơi có bề thế. Nhưng mà tuy nhiên thì có trên sân khấu thì cũng có nhiều cái nhân vật, và trong những vở tuồng cũng có những cái nhân vật phù hợp đối với con. Giọng của con khi mà mới bắt đầu vào cái nối lối là chú đã nốt vào cái chữ khá rồi. Dạ, giọng khá, giọng rất là hay. Và giọng trầm ấm của con, cái giọng ngân của con cũng rất là tốt. Nói chung là con có rất là nhiều triển vọng để đi sâu, để vượt trội cũng như là để tỏa sáng hơn cho về bộ môn ca cổ, đờn ca tài tử cũng như là diễn cải lương hay hát vọng cổ gì, thì con cũng có cái tố chất. Chúc mừng con đã hoàn thành tốt phần dự thi của mình trong đêm nay. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, xin được cảm ơn nghệ sĩ Chí Tâm ạ. Như bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với quyết định đến từ ban giám khảo là chọn hay không chọn cho bài dự thi của thí sinh Lê Hoàng Nghi. Dạ, xin được mời nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan ạ. Mời chị. Quyết định của chị sẽ là chọn hay không chọn ạ. Dạ. Cô chọn con. Yeah. Một chọn đến từ nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan. Giờ còn lại hai vị giám khảo là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và nghệ sĩ Thanh Hằng. Bạn mong muốn sẽ nghe quyết định từ ai đây? Cho em xin phép được nghe lựa chọn của anh Vũ Luân. Dạ, xin được mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân ạ. Có khi nào khen quá mà tôi không chọn không ta? Ý chà, này hồi hộp thiệt nè. Anh chọn em. Wow. Bạn đã có hai chọn cái từ ban giám khảo. Mình sẽ lọt vào vòng tạm chọn. Ngay sau đây thôi sẽ là phần công bố kết quả rồi, nên là sẽ không làm cho bạn phải chờ đợi quá lâu đâu. Nhưng một lần nữa, bắt tay một cái, chúc mừng đã hoàn thành rất tốt bài dự thi ngày hôm nay nha. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là 7 thí sinh của đêm thi đầu tiên vòng tuyển chọn 1 cuộc thi chuông vàng vọng cổ đã hoàn thành bài dự thi của mình. Và bây giờ sẽ là phút giây mà chúng ta tìm ra hai gương mặt xuất sắc nhất sẽ góp mặt ở đêm chung kết. Ngay bây giờ đây xin được mời các thí sinh được hai chọn sẽ quay trở lại sân khấu. Xin được mời thí sinh Trần Kim Soan, xin mời thí sinh Nguyễn Hùng Vương, xin mời thí sinh Võ Trọng Thể và thí sinh Lê Hoàng Nghi. Quý vị, trên sân khấu đang là 4 thí sinh được hai chọn của đêm thi hôm nay. Và bây giờ sẽ là phần công bố hai thí sinh được góp mặt ở đêm chung kết. Và xin được mời đại diện ban giám khảo sẽ là những người công bố quyết định này. Xin kính mời. Trước tiên thì chị Phượng Loan sẽ đại diện cho ban giám khảo công bố kết quả hai thí sinh được bước tiếp vào vòng trong. Chị Phượng Loan cũng có đôi lời với các em. Đến với cuộc thi này thì chị biết rằng là các em đã nỗ lực rất nhiều.
từ giọng ca cho đến là chăm chút cho những cái bài hát của mình, các em cũng đã cố gắng rất nhiều. Nhưng cuộc thi thì có quy định riêng của cuộc thi, vì vậy là một vòng chỉ được chọn 2 bạn vào vòng chung kết. Vì vậy thì nếu như bạn nào không được vào vòng trong thì mình vẫn còn có cơ hội những cái lượt bình chọn của khán giả nữa. Cho nên là chị nghĩ là các em cố gắng, đừng có buồn. Và mình hy vọng rằng mình biết đâu mình sẽ được lọt vào là thí sinh thứ 9 thì sao. Thì bây giờ thì em xin phép anh Chí Tâm cũng như Phụ Loan xin đại diện cho ban giám khảo sẽ công bố 2 thí sinh được bước tiếp vào vòng chung kết Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2024. Đó là thí sinh thứ nhất, bạn Nguyễn Hùng Vương. Xin chúc mừng thí sinh thứ hai. Các bạn cứ thở, hít thật sâu vào. Chúc mừng thí sinh thứ hai, Lê Hoàng Nghi. Xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan đã đại diện cho ban giám khảo công bố 2 cái tên góp mặt ở vòng chung kết. Đó chính là Nguyễn Hùng Vương và Lê Hoàng Nghi. Chúc mừng hai bạn một lần nữa. Và Trần Kim Soan cũng như là Võ Trọng Thể cũng đừng buồn. Các bạn hãy cùng nhau chờ đợi kết quả về lượt bình chọn của quý vị khán giả được công bố vào lúc 15 giờ ngày mai trên fanpage của Chuông Vàng Phòng Cổ. Một lần nữa xin được chúc mừng cho các thí sinh. Thưa quý vị khán giả, như vậy là chúng ta đã vừa trải qua những cảm xúc phải nói là rất thú vị ở tập phát sóng đầu tiên vòng tuyển chọn cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 19 năm 2024. Cuộc thi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn Bank. Và những tập phát sóng tiếp theo sẽ được lên sóng vào lúc 21 giờ các ngày Chủ nhật của tháng 8. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những tập phát sóng tiếp theo.